Sư có thể giảng rõ về tâm tham thọ xả không? Nhìn một bông hoa chỉ biết nó đẹp chứ không tham thích dính mắt, có gọi là tham không? Nhìn đồ núi cảnh sắc thấy bao la, rộng lớn, hùng vĩ, đẹp đẽ mà không dính mắt có gọi là tham không? Hay đó là si vì mình không thấy được tam tướng của các vật? Xin thưa là đó là lý do chúng ta nên học tứ niệm xứ một cách đúng đắn. Tại vì bây giờ nhiều người họ dạy tứ niệm xứ mà họ dạy cũng cà chớn lắm, cho nên là sư cũng không chắc. Thôi thì sư hướng dẫn thì sư chắc cái sư hướng dẫn, chứ còn người khác hướng dẫn thì sư không biết. Tại vì mình sư không có tham dự, thì có nhiều vị, đương nhiên là có nhiều vị hướng dẫn tứ niệm xứ đúng đắn, nhưng mà bây giờ cũng có nhiều người họ họ dạy cái tứ niệm xứ nó cũng tào lao lắm, thành ra nó kẹt, là bây giờ sư cũng không biết là vị nào dạy đúng, vị nào dạy sai. Thôi để qua một bên đi. Cái mà sư muốn nói ở đây là gì? Nếu như quý vị thực hành tứ niệm xứ một cách đúng mức nha, thì mình sẽ không bao giờ bị cái tình trạng gọi là lừa mình dối người. Như ở trong kinh Vô Úy Nhiễm, Ngài Xá Lợi Phất nói đó. Một, có hai hạng người ấy, là hai hạng người hạ liệt vứt đi. Một là hạng người tự mình có ô nhiễm mà không biết mình có ô nhiễm. Cái thứ hai là hạng người tự mình không có ô nhiễm mà không biết mình không có ô nhiễm. Còn hai hạng người thù thắng đó là gì? Tự mình có ô nhiễm nhưng biết là mình có ô nhiễm, và tự mình không có ô nhiễm và biết là tự mình không có ô nhiễm, thì đó là hạng người thù thắng. Khi mình thực hành tứ niệm xứ, tâm mình nó như thế nào? Nó có tham hay nó không có tham? Mình nhìn vào mình biết. Cái tham đó là tham liên hệ đến dục lạc hay là tham không liên hệ đến dục lạc? Mình biết. Mình xem xét cảm thọ của tâm, mình biết tâm nó đang thọ gì, mình biết tâm nó đang là tâm gì, nó đang là tâm thiện hay là tâm bất thiện, mình biết rõ. Cho nên một vị hành giả tứ niệm xứ không bao giờ có chuyện mình ngồi mình ngắm một bông hoa mà mình không ý thức được là cái tâm gì nó đang khởi. Chuyện đó không có. Thế cho nên là chúng ta, sư chỉ có một lời khuyên thôi. Hãy thực hành tứ niệm xứ để không có bị rơi vào tình trạng là lừa mình dối người ha. Không biết là về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì ở đây trong một câu hỏi thì sư thấy là có tổng cộng tới 1, 2, 3, tới 4 câu hỏi nhỏ. Thì câu hỏi đầu tiên thì vị này hỏi là sư có thể giảng rõ hơn về tâm tham thọ xả không? Tâm tham thọ xả thì cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Có nghĩa là nếu mà nói về trong vị diệu pháp á, là trạng thái tham, nghĩa là trạng thái dính mắc, thì nó có hai loại thọ, giống như là tâm tham thọ hỷ và tâm tham thọ xả. Khi đưa ra một trường hợp ví dụ dễ nhất là cho quý vị dễ hiểu, giống như một đứa bé nó đi vườn trái cây của người ta, thì tâm tham nó khởi lên, nó dính mắc với cảnh đó, thì nó mang chậm trái cây đó, rồi nó thích thú với cái hành động đó, thích thú với hành động đó đó, thì đó là thọ hỷ, không? Còn nó vô vườn trái cây đó, nó dính mắc với cái trái cây đó, trái xoài đây, không? Mà nó bình thản nó hái thôi, thì cái đó thọ xả thôi, không? Nghĩa là xả đây là mình hiểu là cái tâm bình thản, không? Dĩnh dưng đó, nó tương tự như vậy đó. Còn thọ xả mà về phương diện mà tu tập thiền samatha hay là siddhi vipassana thì cái thọ xả lại khác nha, chứ mình đừng đánh đồng nha. Mình đừng đánh đồng với cái trạng thái xả này nha. Cái trạng thái xả mà thiên về bất thiện là nó dửng dưng, nó vô cảm đó, đó là nó đa phần là gì, dửng dưng vô cảm đó. Còn
xả mà thiên về thiện thưa vị, đó là trạng thái giống như tâm quân bình. Tâm quân bình, tâm quân bình, cái tâm mà gọi là mình gà tạm gọi là cái sự thanh tịnh, cái sự lắng động đó, cái tâm đó. Sự thanh tịnh nó giống như mà ví vị giống như giống như là cái hồ nước đó, mà nó trong như đó, thấy rõ gì đó. Đó như vậy. Ở đây vị hỏi biết hỏi tiếp là nhìn một bông bông hoa chỉ biết nó đẹp chứ không ham thích dính mắt, có gọi là tham không? Rồi nhìn cảnh núi bao la hùng vĩ mà không dính mắt phải tham không, hay đó là si vì nhìn thấy tâm tướng các vật? Ở đây á, ở đây quý vị có hỏi gì nè, là cái những cái chuyện mà xảy ra nè, những cái điều vấn đề như bông hoa cái kiểu nó đòi nè không dính mắt nè, có phải là tham không thì hay là si? Nghĩa việc chỉ hỏi trong hai trường hợp thôi không, nhưng mà sư nói cho quý vị hiểu rõ hơn về cái tâm si này để cho quý vị tránh bị hiểu lầm. Thưa quý vị, ở trong vi diệu pháp, thì cái tâm si này nè, tâm sở si này nè, được xếp vào cái nhóm mà gọi là si phần. Đó là bao gồm những tâm gì? Là si, vô tàm, vô úy, phóng dật. Thì cái bốn cái tên này nè, bốn cái tâm này nè thuộc nhóm si phần. Nó thuộc cái, nó gọi là cái gì? Nó gọi là bất thiện biến hành. Biến hành là sao? Là đại nôm na có thể hiểu là như vậy, là khi mà một cái trạng thái tâm bất thiện nào khởi lên, có thể là tham hoặc là sân hoặc là si, thì bốn cái anh này nè đều đi theo, nó biến hành là như vậy đó quý vị. Nó đều theo, có nghĩa là khi mà tâm 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 bất thiện khởi lên đó, có thể là tham hoặc là si, thì bốn anh này có nghĩa là si, vô tạp, quý, phóng dật, nó đều đi theo. Cho nên là khi mà tâm bất thiện khởi lên thì hiển nhiên phải có si, và không những có si nữa mà si, vô tạp, quý, phóng dật nữa. Đó chính vì như vậy mới làm cái hành động bất thiện, nó mới gọi là chính xác, là gọi là tâm bất thiện thưa vị. Nên là rõ. Vấn đề thứ hai á, là sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tuệ về nói về cái phương diện mà tu tập của mình quý vị. Nếu mà nói nha, cái này nếu mà nói chắc nha, tại vì đây mà nói chắc á, tại vì ở đây quý sư chỉ nói là cái nào chắc cái đó thôi. Nếu mà nói chắc á, là nhìn cảnh vật, nhìn đồi núi, nhìn những cái tháp, những cái cảnh vật mà không còn tham thưa vị, không còn cái dính mắc, cái sự dính mắc đó, hiện hữu á, thì theo sư biết chỉ có bậc A La Hán thôi, mà cụ thể chính là Đức Thế Tôn. Giống như là sao, giống như là trong bài kinh Địa Bát Niết Bàn, khi mà lần cuối cùng Đức Phật nhìn Quê Sa Ly, có những cái vật ở Quê Sa Ly lần cuối thưa vị, thì ngài mới tán thán, có nghĩa là những cái đền tháp, những cái cảnh vật ở Quê Sa Ly đó, ngài nói là rất khả ái, rất là đẹp. Cái là ngài đó đúng nghĩa, đó đúng nghĩa, đúng nghĩa là chỉ là nhìn cảnh vật, rồi nhìn cái xung quanh đó, đồi núi, thậm chí bông hoa, rồi các ngọn tháp này nọ, cái mặt xung quanh ở Quê Sa Ly, ngài nói là này Nananda, cảnh vật ở đây rất khả ái. Thì sau đó ngài mới đi về Tu Sĩ Na Ra gần nước bạn, thì đó là nó đúng thuần tí, là thuần tí mình có nghĩa là nhìn cái cảnh vật núi đồi là không có tham. Còn á, thưa quý vị phải hiểu gì nè, chúng sanh đây, mình phàm phu mình đây nè, luân hồi á, để luân hồi được á, chính xác là nhờ tâm tham quý vị, nhờ tâm tham mới luân hồi. Cho nên là khi tại sao sử dụng cái từ này, tại sao sử dụng cái từ mà nhờ tâm tham mới luân hồi? Thưa quý vị, cái tâm tham này nó luôn theo mình, theo sát mình, đúng không? Còn nếu quý vị nói á, mà để nhìn ở một cái cảnh giới giống như Đức Thế Tôn á, thưa quý vị lúc đó là quý vị không còn phạm phu này. Còn á, có một cái vấn đề thứ hai là như vậy, là nếu mình là phạm phu mà cứ tu tập thì mình nhìn mọi sự vật á đều trong tinh thần chánh niệm tỉnh giác của kinh Tứ Niệm Xứ, đúng không? Thì lúc đó là cái gì? Đó có tham, nha, biết có tham, có sân, biết có sân đó, rồi có đố kỵ, biết có đố kỵ, nhưng mà phải có nha, chứ không phải nó không có. Tại không có, nếu mà nó không có tham là thánh này quý vị, nếu không, nếu mà nó chính xác là không có tham không là thánh này. Tại vì sao? Tại vì tập đế nhưng khổ là tham, bởi vì nó không có tham thì vì là thánh còn gì nữa. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin thưa với quý vị,
cái câu hỏi này nói, nếu mà nói cho nó tới nơi tới chốn, nó là một dạng hí luận. Tức là mình giả sử nha, giống như mình giả sử mình nhảy xuống hầm lửa mà mình không có đau thì không biết có sao không. Nó là một cái kiểu mình tu mình không tu á, mà mình vẫn mặc cái pháp nhiều. Thực hành đi, rồi quý vị sẽ biết là quý vị nhìn một bông hoa đó là mình đang nắm lấy tướng chung hay mình đang nắm lấy tướng riêng, hay là cái tâm gì nó đang khởi lên ha. Và chúng ta qua cái câu tiếp theo.